Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Hồi còn bé như con bây giờ. Ủa? Méo ơi, cậu coi cái gì mà vui vậy? À, tôi đang coi lại hình ngày xưa của ba mẹ tôi. Hả? Đâu, cho tớ xem cùng với. Nè, công nhận cậu nhìn giống mẹ ghê luôn á. À, nói thừa, tôi không giống mẹ tôi, không lẽ giống cô hàng xóm hả? Mà không biết ngày xưa ba mẹ mình lúc bằng tụi mình thì như thế nào vậy ta? Hả? À, như thế nào là làm sao? Cũng tay chân mắt mũi chứ sao nữa. À, ý tớ không phải như vậy. Ý tớ là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cơ. À, đó, đó ơi, đi học thôi. Đó ơi. Ê, 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 ê. À, anh chờ chút xíu đi. Làm gì la lối âm sòm vậy? Sao lúc nào cậu cũng chậm chạp lề mề quá vậy hả Đỏ? Sao lúc nào cậu cũng thích lèm bèm quá vậy hả Sam? Tớ đâu có lèm bèm, tớ đang nhắc nhở cậu thôi mà. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thì muộn giờ vào lớp bây giờ. À, biết rồi. Có khi nào các bạn thắc mắc rằng ngày xưa khi còn bé ba mẹ mình sẽ như thế nào không? Có giống chúng ta bây giờ không? Các bạn biết không, xã hội mỗi ngày một thay đổi và tất nhiên ba mẹ chúng ta ngày xưa sẽ có cuộc sống khác chúng ta bây giờ rồi. Ngày xưa các bạn nhỏ đến trường hầu như là đi bộ trên con đường làng quen thuộc, mà hồi đó cũng không có nhiều xe cộ chạy như bây giờ đâu. Người ta chủ yếu di chuyển bằng cách đi bộ hay đi xe đạp, lâu lâu mới có một nhà có chiếc xe gắn máy thôi. Nên không khí lúc đó khá trong sạch và các bạn nhỏ đi bộ trên đường cũng không gặp nguy hiểm nữa. Những ngôi nhà trong làng cạnh nhau, các bạn nhỏ đi ngang qua gọi nhau ý ới cùng đi học, thật là vui có phải không? Ngày nay, xã hội công nghiệp hóa hiện đại hóa, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Những con đường đất cũng được thay bằng đường nhựa. Người ta không cần đi bộ nữa, và ô tô, xe buýt, xe máy trở thành phương tiện di chuyển chính. Vì vậy, đường phố ngập khói bụi, xe qua lại tấp nập nên rất là nguy hiểm. Hầu hết, các bạn đều được gia đình chở đến trường hoặc là đi xe buýt để đưa rước đó. Đó nè. À? Cậu có nghĩ sau này tương lai mình sẽ làm gì không hả? Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi mua một cái nhà chất đầy bánh kẹo, ăn thỏa thích luôn. Còn cậu thì sao vậy? Cậu đúng là người có tâm hồn ăn uống mà. Tớ hả? Thích đọc sách. Sách là nguồn tri thức của nhân loại. Tớ muốn trở thành nhà nghiên cứu, tìm ra những điều lạ mà con người chưa biết đến, sau đó viết tất cả vào sách cho mọi người cùng đọc chung. Nghe hay đó Sanh. Vậy sau này, khi có con, cậu định đặt tên cho nó là gì? Tớ nghe ông bà ta nói, muốn con mình khỏe mạnh, thì phải đặt tên xấu một chút. Còn nếu mong điều gì đó, thì phải đặt tên ngược lại. Vì vậy, sau này tớ muốn đặt tên con là dài, để cho nó ngắn bớt lại. Không còn dài như tớ nữa. Nói như cậu, vậy sau này tôi sẽ đặt tên con là Méo cho nó chờ. Hay lắm, hay lắm. Còn những trò chơi giải trí hàng ngày thì sao? Cũng khác hẳn luôn đó nha. Ngày xưa, sau giờ học, các bạn nhỏ thường tập trung lại chơi những trò chơi dân gian như là nhảy dây, định mắt bắt dê, đá cầu, ô ăn quan. Vào mùa hè thì đi thả diều, câu cá, bắt chuồn chuồn. Và bạn nhỏ nào cũng tin rằng chỉ cần chờ chuồn chuồn cắn rốt là sẽ biết bơi. Các bạn nhỏ chơi quên cả thời gian, ai đấy đều mồ hôi nhễ nhại
Và trò chơi thường dừng lại khi có tiếng gọi từ xe của ba mẹ gọi về ăn cơm. Tuổi thơ thật là dữ dội và đáng nhớ, có phải không? Còn ngày nay, thời gian học của các bạn thường kéo dài cả ngày. Vào những ngày nghỉ, một số bạn được cho đi học các môn về năng khiếu như khiêu vũ, múa bụng, piano, học vẽ hoặc tham gia các môn thể thao như đá banh, bơi lội, bóng chuyền. Đây cũng là những môn vừa giúp các bạn nhỏ thư giãn, vừa có thể phát triển toàn diện cả về năng khiếu lẫn thể lực luôn. Khi ở nhà, các bạn nhỏ thường xem TV, có điều kiện hơn nữa thì lên chơi iPad hoặc là điện thoại. Nói về điều kiện thì bây giờ chúng ta đã có đầy đủ hơn nhiều. Thời buổi công nghệ, chúng ta được tiếp xúc với nhiều thứ tiên tiến hơn, có nhiều kiến thức. Các bạn chỉ mất vài phút là có ngay lời giải đáp cho mình rồi. Ngày xưa hay bây giờ thì chúng ta cũng cần học tập và cố gắng trau dồi kiến thức nhiều hơn. Vì ngày xưa, ba mẹ đã cố gắng để có mọi thứ cho chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta cũng cần cố gắng để có nhiều hơn nữa trong tương lai nha. Hả? Đỏ ơi! Cậu làm gì mà khói sùm làng xóm hết vậy? Đỏ! Tôi đang đun rơm nấu cơm cho mẹ tôi. Nấu nồi cơm mà tớ tưởng cậu muốn nấu cả cái làng này luôn chứ. À, kệ tôi đi. Mà cậu qua đây chi vậy? Không ở nhà phụ mẹ hả? Tớ đã phụ mẹ quét nhà nè, và phụ bà tưới đám rau sau vườn xong hết rồi. Định qua coi cậu xong chưa. Rủ cậu qua nhà thầy nhờ giải đáp một vài câu hỏi đó mà. Tôi còn chưa học bài nè. Tôi không đi đâu, cậu đi một mình đi. Vậy thôi, cậu ở nhà đi. Tớ qua nhà thầy hỏi một mình. Có gì không biết á, thì cậu cứ hỏi tớ là được. À, tôi cái gì mà chẳng biết. Nồi cơm đun bằng rơm hay ấm nước lửa sôi ùn ục trên lửa đỏ, có lẽ là hình ảnh rất quen thuộc của ba mẹ chúng ta khi còn bé. Ngày xưa, khi còn chưa biết đánh máy giặt, máy hút bụi, bếp ga, tủ lạnh, thì ba mẹ chúng ta đã biết tan học về, cầm chổi giúp cho ông bà quét sân, biết đẩy củi trong cho mẹ nồi cơm, biết ra sau nhà tưới cây cà cây bí cho ông bà. Còn bây giờ, xã hội hiện đại, tất cả hầu như đều được giải quyết bằng máy móc. Nhưng các bạn ơi, các bạn vẫn có thể phụ giúp ba mẹ mình đó. Hãy tắt ngay TV đi và dừng chơi điện thoại lại. Chúng ta có thể phụ mẹ lau chén, dọn rác hay cùng mẹ nấu ăn. Có thể chúng ta không giúp được gì, nhưng việc có mặt ở đó sẽ giúp cho mẹ mình vui hơn. Hay đơn giản là dọn gọn lại đám đồ chơi mà mình bày ra, hay xếp gọn lại ra giường. Công việc khá là đơn giản nhưng lại giúp ba mẹ đỡ bận rộn hơn sau một ngày làm việc vất vả, có phải không nào? Nè, Méo, xem nè. Hả? Có tấm hình mẹ cậu và ba tớ chụp chung nữa nè. Đâu? Coi đi. Hả? Ha, chắc hai người ngày xưa cũng thân với nhau lắm á. Không biết ngày xưa ba tớ có bị mẹ cậu ăn hiếp giống như tớ bây giờ hay không nữa. Hả? Ý gì vậy? Ý nói tôi ăn hiếp cậu hả? Làm gì có, cậu nói lại coi. Ai ăn hiếp cậu hả? Không có. Ý tôi là nói chúng ta cũng là đôi bạn thân, giống như ba mẹ chúng ta ngày xưa vậy đó mà. Hai, xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, dạy có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Câu hỏi đó chính là: theo các bạn, vào thời xưa, người ta thường di chuyển bằng phương tiện gì? A. Xe máy. B. Xe bus. C. Xe hơi. Và D. Đi bộ hoặc xe đạp. Các bạn hãy nhanh chóng comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.